Dạ, em chào sếp. À, Chào mọi người. chào 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 sếp. Chào mọi người. Qua đây tám cái coi. Công nhận mày hay thiệt các bạn ơi. Mày thấy vui vẻ chứ tao thấy bức xúc quá. Trong khi mọi người đang cắm rễ ở đây mà mày đi Singapore được. Anh Hưng đừng có lo. Chuyến bay của nó ngày mai thế nào cũng bị hoãn lại thôi. Ê Thắng, hình như mày không có thích quà phải không? Tao đang nghĩ là sẽ mua cho mày một cái điện thoại xịn. Nhưng mà giờ thôi, vậy biết sao giờ? Tao nghĩ ra rồi. Tao nghe nói là hình như ngày mai á, tất cả các chuyến bay đều bị hoãn lại hết. Nhưng chuyến bay của mày không vấn đề gì. Thắng còn dễ sợ thôi là nói. Nhưng là giá gì mà tao được đi ké với mày thì hay biết mấy ha. Thì được thôi, tao với mày cùng đi. Thiệt hả? Ừ, sướng ta. Nghe lời tao. Mày nói đi, tao làm hết. Mày chuẩn bị mấy loại keo dán sắt đi. Ừ, keo dán sắt không? Ủa mà làm gì? Tao dán mày vô cái máy bay cho mày đi ké. Nhục chưa? Mày dám chơi tao hả? Được. Thôi tao xin lỗi, tao nói giỡn thôi. Tao biết mày giỡn mà. Chứ người mày dán keo sao được, dán vô cũng bung ra. Không nhận nha anh, ăn sướng thiệt á. Đi nó mà hoài cho tụi em á nha. Phải sướng mới được chứ, đi sinh mà hít thở không khí trong lành, mua đồ thả ga luôn. Nè. Yeah. Qua bên đó lo đi mà làm việc cho nó đàng hoàng. Đi về mà không có slogan nào hay mà mới ha, biết tay tôi. Bèn teo đó. Đó, nghe ý sếp chưa? Ý của sếp á là ráng suy nghĩ cho một cái slogan nào thật là hay, còn nếu không á quay về đây, tiền vé máy bay trả lại, tiền khách sạn trả lại. Ê, lúc đó biết làm sao bây giờ? Hình như tài khoản này không còn nhiều tiền nữa. Ai mượn mày xem vô vậy? Nè, cậu Thắng á, nói là đúng đó. Cậu làm theo đi là vừa. Thấy chưa, tao biết mà. Sếp mình thế nào cũng chơi chiêu rồi, bởi vì tao đi làm chi. Anh Hưng nói đúng rồi đó. Thôi bây giờ vậy, các bạn làm việc đi. Còn riêng biệt á, theo tôi qua bên phòng tôi trao đổi với Út Việt. Vô phòng nữa hả sếp? Ừ. Mới sáng sớm vô phòng. Rồi, mình cũng đi làm việc thôi. Chào mọi người nha. Dạ, sếp gọi em. À, biệt, ngồi đi. Dạ. Gọi cậu sang đây. Chỉ để nói là sang bên kia đó. Cố mà thư giãn, ha, cho thoải mái đi. Dạ. Rồi rảnh rỗi đi tham quan. À, nhưng mà nói chứ không biết cậu có rảnh để cậu đi tham quan hay không nữa. Nhưng mà nói thiệt chứ sếp, trong nhóm có mình em được đi à. Em nè, ngại phải không? Những người khác rồi từ từ sẽ có cơ hội như cậu. Có điều cậu may mắn thì gặp cơ hội cậu đi trước vậy thôi. Bởi vậy sang bên kia đó, ráng tiếp thu mấy cái hay, cái mới à, của người ta mà học hỏi. Dạ, yeah, tương lai sếp. Rồi thôi, đi về sớm để chuẩn bị hành lý đi. Ngày mai đi rồi, ha. Dạ. Yeah. Thôi, chúc vui vẻ, may mắn. Em cảm ơn sếp. Ừ. Dạ. Yeah. Alo, sếp hả? Sếp ơi, chiều nay em có công việc đột xuất, cho nên ngày mai em đi lấy tin nha. Em đã gọi điện cho mọi người, kêu mọi người thông cảm rồi. Sếp, thiệt tình, sếp là làm vậy là em trốn luôn đó. Rồi, em biết rồi, cảm ơn sếp. Dương à? Dạ. Lại đây con. Dạ. Dạ, gì vậy má? Bữa nay tính cho nhà mình ăn món gì? À, để con coi. Hôm qua nhà mình ăn miếng rồi. Ừ. Hay là mình nấu nồi lẩu hải sản đi má. Ăn rau nhiều cho đỡ ngán. Lẩu hả? Dạ. Má nấu nước lẩu là miễn chê mà. Mà nhà mình còn sẵn tôm với sẵn mực hôm qua con mua đó.
À, như vậy thì phải mua thêm rau, nhiều nhiều rau mới được nghe con nha. Dạ, cái đó dễ mà, chút hồi con chạy đi mua. Với lại coi dọn dẹp thêm nhà cửa mình chút nha. Lần đầu tiên biệt nó dẫn bạn gái về, nhà cửa cũng phải đàng hoàng chút coi mới được nghe con. Dạ, đừng lo, con có nhờ cô ba dọn dẹp trên lầu rồi. Ờ. Ủa, mà con nói gì? Con Phượng hả? Dạ. Trời đất ơi, trời ơi, con nhỏ đó ở đâu mà dọn dẹp? Nó banh một hồi má lên nó còn dọn phụ nó nữa chứ. Dương. Dạ. Coi tóc má được không? Đẹp lắm á. Con. Dạ. Giờ má lên má phụ Phượng dọn nhà. Dạ vâng ạ. Mặc sao cho nó bình thường thoải mái là được rồi. Chị. Yeah. Đẹp không? Ờ, cũng vui vui. Sao tự nhiên bông trang mà cắm chung với bông cúc vậy? Vậy mới lạ chứ. Trông cũng tê téo. Ừ. Hồi trước em có học cắm hoa không? Dạ không có, em cắm đại thôi à. Vậy mà chồng em thích lắm nha, khen hoài luôn á. Chị. Ừ. Bạn gái chú Tư được lắm hả? Ờ, xinh xắn mà nhanh nhẹn lắm. Bằng tuổi em hả? Ừ, hình như là nhỏ hơn em một tuổi á. Ừ. Thiệt á, đúng ra chú Tư phải giới thiệu bạn gái cho em trước mới đúng chứ. Bởi vì em là người làm mai cho chú nhiều lắm á nha. Mà cô nào coi cũng được hết, mà chú Tư không ưng cô nào hết. Mà sao tự nhiên chú Tư giới thiệu bạn gái cho chị xem mắt trước vậy ta? À em biết rồi, hỏi ý kiến chị đúng không? Đâu có. Có mà, đừng có giả bộ nữa. Ai mà không biết là chú Tư thân với chị hơn em. Không có thiệt mà, em đừng có nói linh tinh. Ừ, chẳng qua là tiện dịp nên là chú Biệt mới giới thiệu cho anh chị thôi. Ủa, nhưng mà cổ được lắm hả chị? Ờ. Nhưng mà nè, em đừng có nói cho ai biết chuyện mà chị gặp trước hay chưa. Mất công má mà biết mà mất vui đó. Tưởng chuyện gì, cái chuyện đó chị yên tâm đi, chị biết tính em mà. Trời ơi, chị nghe câu này nhiều lần lắm rồi đó Phượng. Hồi trước khác bây giờ khác, thì sao có lần đó thì em phải rút kinh nghiệm xương máu chứ. Ờ, ráng nghe. Dạ. Yeah. Đi coi. Còn lại bố, trong khi con đang tập trung làm việc, bố không việc gì bảo bố phải hét toáng lên. Không cần phải gọi một phát là 3-4 chữ như thế. Tôi gọi bù cho 2 ngày chú nghỉ được không? Chú biết cái tính của tôi mà. Một ngày không gặp chú, tôi không gọi tên chú, tôi chịu không nổi. Ăn không ngon, ngủ không được. Bố gọi như thế, con hú vía, kim nó đâm vào tay con làm sao? Đó là chuyện của chú. Còn cái chuyện của tôi phải gọi tên chú. Tôi gọi như nào 2 dạ tôi mới chịu, chú hiểu không? Chú Băng ơi! Vậy đó. Trời ơi, con đã mang tất phải rồi mà sao vẫn còn gặp chuyện xui. Chú nói gì hả? Tôi chả nói gì hết, xê ra cho tôi làm việc. Ủa sao nay xiên đột xuất vậy? Bình thường. Vậy là tốt đó nha. Mà tôi nói chú nghe, cho dù bữa nay chú có làm bù như thế nào, nhưng cái thái độ làm việc của chú là không được. Lại cái gì nữa đây? Chú không hiểu hả? Ở đây là cái công ty, chú làm ăn đàng hoàng, chú nghĩ sao chú làm chú nghĩ là nghĩ là chú. Xin lỗi nhá, mình có lý do riêng. Không có lý do gì hết.
chú phải biết rằng đây là một công ty lớn, có lãnh đạo, có kế hoạch, có tổ chức, có nội quy, đúng không? Nhân viên toàn bộ trong cái công ty này là phải có tinh thần trách nhiệm cao, phải tập trung đầu óc, sức lực mình cho cái công ty này. Chú phải biết một điều, công ty mình có một cái phương châm là lao động chăm chỉ rồi mới có vinh quang. Chú hiểu không? Chết cha, tôi bị choáng rồi. Ôi, vắng nhau có mấy ngày mà tại sao cậu như là một trí thức? Cậu vừa mới nói cái gì trông nghe rất nghe hùng hồn lắm. Ủa, tôi nói vậy? Vì cậu vừa mới bảo với tôi, cậu bảo là phải lao động thì sẽ vinh quang. Đấy, đâu có đâu. Ôi mọi người, tôi đâu có nói, em đâu nói gì phải không anh Hùng? Không, đâu có nói gì đâu. Cậu vừa mới bảo với tôi xong rồi cậu bảo là không có. Ủa, tôi nói hay nào? Thì cậu vừa bảo là gì? Làm việc phải chăm chỉ nhá. Phải chăm chỉ thì sẽ được như thế này, được như thế thế kia. À, chú lộn rồi, chú, tôi nãy giờ tôi không hề nói mấy câu đó à. Nếu tôi nói là mọi người đây đồng ý với chú là tôi có nói đúng không? Ở đây không ai đồng ý hết. Hiểu rồi. Chân thành muốn trêu tức Minh Mẫn chứ gì. Không có vấn đề gì. Xem này, biến đau thương thành hành động. Mẹ ơi mẹ, sao mà con khổ thế này hả mẹ? Gì vậy chú Mẫn? Chú nghỉ 2 ngày nay rồi, bây giờ chú còn muốn về gặp mẹ nữa hả chú Mẫn? Tôi nói thật với cậu chứ, tôi làm việc các tôi còn thoải mái hơn là ngồi nói chuyện với cậu. Hôm nay giờ tôi đâu muốn nói chuyện với chú đâu. Tôi là quản đốc, trách nhiệm của tôi là đốc thúc coi quản hết mọi việc trong công ty này mà. Tôi coi chú làm việc được không chứ tôi có nói chuyện với chú đâu. Chú ơi, chú làm việc đi. Đang làm đi. Làm đi, đừng có cãi. Cãi hồi kim đâm vô tay giờ đó. Ấy ôi, cái thằng này nó như nó má mình chứ. Alo, dạ đây có phải là số máy của bệnh viện không ạ? Dạ vâng, vâng. Dạ làm ơn cho tôi xin hỏi, có anh Hoàng Minh Thông, bệnh nhân điều trị ở khoa nội, đang chờ mổ thận đấy mà. Dạ sao ạ? Dạ xuất viện rồi ạ. Vâng, thôi xin cảm ơn ạ. Sáng nay anh Thư nó nói nó đi mua sách. Mà đi sao giờ này chưa thấy về nữa. Dạ, cô Út nó đi làm tóc gì đó má. Xong hết chưa con? Dạ, xong rồi má. Má nếm thử giùm con đi. Ừ, vừa ăn đó con. Phượng dọn dẹp xong hết chưa? Dạ xong hết rồi má. Xong hết rồi má. Trời ơi, phải con làm không hay là chị hai làm hết á? Con làm thiệt mà má. Má ơi má. Ừ? Má coi bình bông này đẹp không? Tự tay con cắm đó. Chà, này trổ tài khéo tay được nữa nghe. Ồ, có bông trang nữa ha. Đẹp quá. Mấy đứa ơi. Dạ. Sao tự nhiên má hồi hộp dễ sợ. Nó cứ bồn chồn ở trong người. Lần đầu tiên Tư nó dẫn bạn gái về chơi, má cũng không hình dung được là bạn gái của nó mặt mũi nè, rồi tánh tình nè, rồi người ngộm ra sao không hình dung được nữa. Má yên tâm đi, được cả người lẫn nết đó, ngang ngửa con đó nha. Ủa sao con biết vậy? Dạ. Vậy là con biết trước hả? Bị gì con Con sao? Chị hai, chị biết chị nói đi, chị gặp rồi mà. Hả? Dạ. Con cũng biết rồi hả? Ủa vậy là mọi người biết rồi à? Dạ con xin đính chính, con chưa có gặp, con chỉ nghe đồn thôi à.
Dạ thưa má. Vậy là ai cũng biết hết à? Còn ai ở trong nhà này biết nữa hả? Dạ con với lại chồng con ạ. Ai cũng biết hết rồi vẫn về nhà làm gì? Ngộ ghê ha. Qua mặt cả má mình nữa ha. Thiệt tình. Má ơi má. Má. Trời ơi. Em sao vậy? Em đâu có nói gì đâu. Tự má đoán được chứ bộ. Má đoán cái gì? Em kỳ quá hả? Chàng ơi. Em kỳ thiệt á. Ê. Ủa anh hai. Anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi. Anh mà biết em chưa ăn á, qua đây ăn ké. Anh cứ chọc em hoài. Cô Lam đâu rồi? Cô đi ăn trưa rồi anh ạ. Ngày nào cũng ăn mì gói thay cơm vậy đó hả? Thì có sao đâu anh. Khắc khổ vậy làm chi vậy? Tiết kiệm để làm gì? Nhưng mà tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Nè, mấy cái đồng cơm này nè, không có làm giàu được đâu. Ăn uống cho đàng hoàng tử tế vô nha. Ê chết, anh mà có suy nghĩ như vậy là không có để dành được đâu ấy. Với lại ăn mì có sao đâu, biết làm sao mình chứ no bụng là được rồi. Anh thua em luôn thiệt. Với lại đối với em mì là đặc biệt rồi. Nhiều lúc em ăn có ổ bánh mì có 1.500 mà vẫn no như thường, vẫn bự con, đâu sao đâu, không? Em thì giỏi rồi. Anh hỏi nè, đồ ăn bỏ vào miệng còn tiếc rung tay. Vậy chứ giờ kêu em giúp đỡ tiền viện phí cho con chú Mẫn, em nghĩ như sao? À, thì có sao đâu. Đâu còn cách nào khác được anh. Bố đã nói rồi, con của chú Mẫn cũng là anh em họ hàng với mình cơ mà. Bây giờ trước mắt nếu có muốn giúp cũng phải chờ thằng Tư coi ý kiến của nó như thế nào. Dạ. Hình như là tối nay chú Tư đưa bạn gái về ra mắt hả? Đúng rồi. Vậy là má mừng rồi. Mà anh có về không? Không, tối nay anh bận. Với lại anh gặp cô đó rồi. Ồ vậy hả? Anh thấy sao? Coi bộ dữ dằn lắm nha. Thằng em mình chắc bị nắm cổ quá. Mày hả bưởi. Ừ, ví dụ con của chú Mẫn á, ba mình đã kiểm tra xong, vừa mới gọi điện cho anh. Chắc là anh em mình phải ráng tranh thủ đi dò biết địa chỉ. Cái gì vậy? Mà anh thì khác lắm nha. À, sao? Trước đây á, bố nhờ anh làm cái gì á, anh cũng toàn thoái thác không à. Bây giờ vừa mới nhờ một cái là đi làm ngay. Mà nghe nói anh bận lắm cơ mà. Ê, tụi bay cứ nghĩ xấu cho anh hai không à. Cái gì mà thoái thác? Cái chuyện này là chuyện mình phải làm. Dạ. Má. Má nghe con nói đi. Con vừa mới nghe chị hai kể lại đó. Nghe cái gì mà nghe? Má không nghe người ta nói hả? Thường á, nhân vật chính là người xuất hiện sau cùng đó má. Tôi không thích làm nhân vật chính vậy hết trơn á. Nói thằng Tư đừng có dẫn về. Dẫn đi đâu dẫn đi đi. Trời ơi, má trách ai trách anh Tư con. Một người chuyên gia làm chuyện ngược đời không à. Nhưng mà thật sự á, anh Tư quan tâm tới má lắm á. Anh nói là phải đợi đến dịp nào thích hợp. Thành ra có sự như vậy nè má. Nhưng mà con biết ai gặp cũng không quan trọng hết. Quan trọng là má gặp đó. Anh Tư nói là vậy nè. Anh Tư nói hả, quyết định của má anh là quan trọng nhất trên đời. Với lại má biết tính con mà. Anh Tư dám làm buồn má mà con binh vậy sao? Không phải. Má bực mình là tại vì nó quen lâu rồi mà nó không chịu nói với má. Nó không coi má ra gì hết trơn á. Là má cứ nhờ người này làm mai, nhờ người kia làm mối. Trời ơi, bực lắm chứ con.
Con biết rồi. Còn mà nhỏ đó nó ra làm sao ta? Dạ thì má ơi, má ơi. Vậy là thích. Con coi má đẹp không? Má con là số 1. Thôi đừng có nịnh. Tôi muốn là mặt mày rồi quần áo rồi cho nó đẹp, là để cho người ta không có khi dễ mình, giống như là mình tôn trọng người ta để cho họ phải coi mình là ê. Bây giờ thay quần áo xong rồi con tốt cho má. Ừ, nhưng mà má nhớ nha, má phải cười tươi luôn đó. Đi nhỏ. Má. Như con đã thưa với má. Như má... con đã thưa với má hả? Con nói với má hồi nào? Má chỉ mới biết sáng nay thôi mà. Anh Tư, má đang giận anh đó. Nhưng mà yên tâm đi, em nói giùm anh rồi. Cảm ơn em. Sao con đứng đó làm gì vậy? Mời khách ngồi đi. Dạ, con quên mất. Em chào má anh đi. Đây là người mà anh yêu thương quý trọng nhất trên đời luôn đó. Quá, hay quá ha. Dạ con chào bác. Con là Hương Giang. Con có mua cái này tặng cho bác. Cảm ơn cháu. Cháu ngồi xuống đi. Dạ. Chị à, chị thấy sao chị? Thấy gì? Ờ, chị thấy cũng được mà. Em thấy cũng được. Nhưng mà hình như má không thích lắm. Sao vậy? Thì ở ngoài mặt má cười cười nói vậy thôi. Chứ em biết trong bụng má mà, má không ưng đâu. Thì em hay quá à. Tại em chứ tại ai nữa. Tại em nói ra cái chuyện chú Tư giới thiệu với chị trước thì má mới mất vui chứ. Nhưng mà em không nói thì trước sau gì má cũng biết. Chị thử hình dung đi, cây kim để trong bọc lâu ngày thì cái kim nó cũng đâm lủng cái bọc, rồi nó lòi cái kim ra. Nó chỉ la hoài vậy. Trời ơi, em hay quá à. Tóm lại là mấy bữa nay em giữ mồm giữ miệng quá hay luôn á. Hết lộ cái chuyện tiền bạc của bà, rồi bây giờ tới chuyện này. Phượng ơi, sao cứ mỗi lần mà em nói chuyện á là chị có cảm giác như là chị ôm một chai bông nhỏ chậm vậy hả em? Thì em cũng đang học cách tháo bơm nè, khó lắm chứ bộ. Cho nên chị phải cho em có thời gian cập nhật thông tin rồi chuyển giao công nghệ mới được chứ. Trời ơi, nay là bày đặt cập nhật thông tin với chuyển giao công nghệ đến ta. Em nghe TV ta nói á, em nói y chang lại luôn á. Nghe thấy có học không? Thấy hay lắm. Nhiều chuyện quá à. Đi lên kia đi, mệt quá. Vì vậy mà con và em gái con sống ở đây, còn ba con thì sống ngoài Nha Trang có một mình à. Em gái của cháu cũng đi làm hả? Dạ không, em con còn đang đi học đại học. Sức khỏe của cháu làm sao? Dạ. À, má ơi, làm phóng viên với lại nhà báo á, không có khỏe là không có làm được đâu á. Chị Hương Giang khỏe lắm á. Khỏe lắm hả? Sao ốm nhôm nhách vậy? Không có đâu má, tại người Giang nhịn vậy thôi chứ khỏe lắm. Nhà ăn cơm chưa má? À, nội con đi chơi chưa có về. À, còn ba thì đang tắm ở trên lầu á. Chừng nào nội về con? Dạ, chắc bà nội sắp về rồi đó má. Ơi, bà về kìa. Ôi, bà qua. Cho cái gì cho bà ăn đi. Dạ, bà nội. Dạ, con chào bà. Bé nào ấy? Dạ, đây là Hương Giang, bạn gái con. Bạn gái con hả? Dạ. Vô chơi cháu. Dạ. Ê, à, cháu đến đây làm gì thế? Ồ, cháu đến chơi hả? Dạ. Ăn uống gì chưa? Dạ, cả nhà đang chờ má về để ăn cơm đó.
Ừ, thế này thì khách đói chết mất thôi. Này chúng mày đi chuẩn bị cái gì mà cho ăn đi. Dọn cơm đi con. Dạ. Ố. Dạ con chào bác. À, chào cháu. Dạ, bố. Con đã đưa Hương Giang về ra mắt bố nè. À thế à. Mời cháu ngồi, cháu cứ ngồi tự nhiên đi. Dạ. Sao, cơm nước thế nào mình? Dạ, mấy đứa nhỏ đang dọn cơm phía sau. Thế à? Thế thì tiện bữa cơm mời cháu ở lại dùng với gia đình luôn nhá. Dạ. Thế à, hôm nay mình ăn cái gì thế hả con? Dạ, có lẩu hải sản á. Ừ, tốt. Thế cháu ăn được không? À, dạ được, con cũng thích lắm. Ôi dồi, nó bảo nó thích kìa. Ôi dồi, nó giống cái thằng này. Thằng này cũng chua thích lẩu đấy chứ. Cho nên bà biết. Bà biết mày là có tình yêu. Từ cái ngày mà mẹ mày mới loạn lên vì cái chuyện làm mai làm mối. Ừ. Ừ, con bảo gì? À không. À không, con đâu có nói gì đâu má. Nó không chịu, con biết không? Thế nó cứ lạnh như chạch cái gì. Thế bà biết nó yêu rồi, yêu rồi. Nói tóm lại á, công ty của con coi như nhờ Giang mà được hưởng lợi đó nội. Rồi nhờ cái bài báo Giang viết nha, mà bên công ty con là nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo luôn. Yeah. Má, má cũng đọc bài báo đó rồi phải không má? Đọc rồi, đọc gần nát cũng tạp chí luôn. Phải không Thư? Cười con nhỏ này. À, té ra là nhờ hai đứa đi lấy tin tức cho nên mới gặp nhau chứ gì, hả? Dạ không, thực ra là tụi con đã tình cờ gặp nhau từ trước rồi. Ý, ừ. Cái vụ này chị mới nghe lần đầu đó. Đâu, cứ tư kể mọi người nghe đi. Có sao đâu, chuyện tụi mình vui mà. Hôm bữa đó là em với Giang đi đám cưới rồi gặp nhau. Đám cưới? Ủa đám cưới của ai? À con nhớ cái... lúc đó là nhà mình mới dọn về đây nè. À đúng rồi, ngay hôm trước sinh nhật bà nội luôn đó má. À đúng rồi con nhớ rồi má. Đúng rồi, bữa đó là trước sinh nhật bà nội mình. Không mà chú Tư nói là có đám cưới của bạn rồi đi đó má. Dạ, nhà biết không, bữa đó em hứa với bạn em á là em sẽ dẫn chương trình. Cuối cùng đang đi hư xe, đang dẫn bộ xôi cái ruột lên, Hương Giang đâu chạy tới hỏi anh ơi anh đi đâu vậy. Cái em mới trả lời em nói là anh đang cần đi tới đám cưới đó. Cái Hương Giang mới nói vậy hả, em cũng đang đi tới đó nè. Nè đưa Vĩnh luôn. Trời ơi, y như trong phim Hàn Quốc em. Y gì chị, cùng hơn như vậy. Em nói có thiệt không vậy? Em nói thiệt mà. Ôi chàng ơi, tính ra Hương Giang là thứ dữ đó nghe. Chứ gặp Phượng á là Phượng không dám cho ai quá Giang xe đâu, sợ bị cướp. Chà có duyên quá ha con. Gặp Phượng á hả? Thôi con, giờ của con là tới giờ ăn đó, ăn giùm đi. Chú Mẫn ơi, chú Mẫn! Mặt đơ rồi, không còn phản ứng. Cậu gọi tôi ấy à? Chú nghĩ coi nguyên cái xưởng ngoài này có ai ngoài chú tên Mẫn không? Không nói nhiều, vào chủ đề chính. Tôi còn phải đi. Chú đi đâu? Có mắt không? Nhìn đi. Trời tối không về nhà. Chú đừng về nha chú Mẫn. Cậu đừng nói với tôi cậu gây nhá. Nãy giờ tôi nói chuyện đàng hoàng với chú mà tôi đâu có gây với chú đâu. Hù vía. Tí là mình lại tưởng chân thành lưỡng tính đấy. Mình nghĩ sao chú nói tôi lưỡng tính chú? Nổi cả da gà rồi. Thầm quá à. Giờ tôi nói cho chú nghe. Có chuyện gì thì nói ngay. Một tuần trước là chú nghỉ 2 ngày không phép đúng không? Mà cái chuyện mà nghỉ 2 ngày không phép á, công ty có nội quy là phải có hình phạt. Bởi vì tôi lựa cho chú một cái hình phạt rất là nhẹ nhàng dành cho chú. Xô nước, cây chổi lau nhà. Chú làm ơn á, chú lau từ cái cầu thang bên đây qua tuốt cái cầu thang bên đây giùm tôi nha. Nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà ai nói? Quản đốc Trần Thanh nói. Được không? Ai bảo làm? Quản đốc Trần Thanh bảo làm. Được không? Nhẹ nhàng lắm, làm trong vòng có 1 tuần lễ thôi. Được không? Chân Thành đã nói thì Minh vẫn phải nghe thôi. Bây giờ chú cầm cái xô đi.
Nè, giữ cho kỹ nha, đồ quý công ty đó. Đổi năm lao công nhưng mà xô và chổi vẫn còn làm đó. Nhưng mà Trân Thành ơi, sao? Mình từng tuổi này rồi, bây giờ phải bò ra mà lau dọn đấy, phải nhỡ có ai đi ngang nó nhìn thấy thì... Ý chú nói là chú không muốn làm đó hả? À không, không phải là không muốn làm. Vậy chú muốn làm thì chú đi làm đi. Giờ chú muốn về sớm không? Ờ thì làm đi. Vâng. Ủa, chú đi đâu vậy? Lau nhà. Tôi nói chú lau từ cầu thang bên đây qua tuốt cái đầu hang bên đây mà. Có ai mà lau từ đít mà lên tới đầu không? Nhưng mà quản đốc Trần Thanh muốn. Để chú có làm không? Xíu. Ờ. Xíu. Xíu. Đi đâu đó? Đi lau cầu thang. Không lấy chỗ lấy gì lau. Đi đi. Ê. Trời ơi chú ơi. Chú bung cái cây kia bây giờ nước văng tùm lum vô quần áo rồi sao đấy? Cậu có cần phải lập biên bản phạt tôi 200.000 không? Nguyên cái đống hàng này là 2 triệu bạc đó chú. Tôi không cần biết. Không cần biết cái gì. Bây giờ chú lau hết nguyên cái sàn này cho tôi. Rồi bây giờ chú phải làm sạch cho tôi đống này chú mới được về. Thằng Minh đích làm. Chú không làm hả? Tôi báo giám đốc đó nha. Chú bảo chú có làm không? Dạ con ăn xong rồi, con cảm ơn mọi người. Ồ sao vậy? Đã ốm nhom rồi còn ăn ít thì làm sao có sức con. Dạ thôi con no rồi bác. Giang, Giang cứ mạnh dạn ăn đi. Giống như Phượng vậy nè, Phượng ăn tới tấp mà cái mặt của Phượng vẫn ốm. À cháu à, má của cháu mất lúc nào vậy? À, dạ má con mất lúc con 6 tuổi. Khi mà sanh em con thì má mất. Chắc là đẻ khó. Dạ. Thế rồi từ đó ba bố con sống với nhau thôi à? Dạ. Đàn ông mà phải nuôi hai đứa con khôn lớn chắc là vất vả lắm. À, đám cưới xong rồi có định đi làm không cháu? Ê bà này, sao lại vui thế? Dạ, chắc chắn là có mà bác. À, bác quên, phụ nữ hiện đại bây giờ mà phải lo kiếm tiền chứ đâu có thích làm nội trợ. Nhưng mà dù sao thì hai đứa đi làm kiếm tiền thì vẫn tốt hơn chứ hả? Dạ đúng rồi má. Tụi con phải đi làm kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu cho má nữa chứ. Sao? Bà nghe rõ chưa? Con trai bà nó lo cho bà thế đấy. Tốt, tốt lắm. Nhà bà con dâu chưa ai có việc làm sao. Cháu vẫn ở với em gái hả? Dạ. Rồi đi lấy chồng rồi em gái ở với ai? Xin lỗi, bác có điện thoại. Dạ. Bác cháu cứ nói chuyện với nhau đi. Con, đi lấy trái cây đi con. Dạ dạ. Ăn được không má? Ngon lắm, lâu lắm mới ăn thật là ngon. Con cũng ăn ngon nữa má. Má ơi, hay là con mang trái cây lên phòng khách luôn nha. Dạ. Bố đây. Thế nào rồi con? Con có nhờ thằng bạn ở Nha Trang tìm theo địa chỉ bố cho, nhưng mà hình như chuyển nhà rồi nên không có thấy ai hết. Ồ, thế ở đấy người ta không biết là chúng nó chuyển đi đâu à? Dạ, chắc phải tìm thêm nữa, hoặc là hỏi chú con coi sao. Chắc là phải vậy rồi. Thế con chưa về à? Dạ, con đang ngồi với bạn ạ. Tranh thủ về sớm đi con. Dạ. À mà này khác này. Dạ. Con khoan hãy báo cho chú biết nhé, để khỏi mất công chú lo. Khi nào tìm được rồi mình báo sau cũng được nhá. Dạ không biết không. Ê, Thư, lại đây. Má đang dẫn chị Giang đi coi nhà. Không biết có chuyện gì không ạ? Hồi nãy lo cho người ta sống theo đi. Theo cái gì mà theo? Cũng phải để má có thời gian riêng tư với chị chứ. Mà nói thiệt nha, sao anh cứ lo không biết má có làm gì cho cổ khớp không là chết anh. Anh này, má không có vậy đâu, má biết điều lắm á. Sao không?
Nãy giờ anh thấy mặt má hầm hầm hình sự thấy mồ luôn. Trời, có kìa có kìa. Chưa gì hết trơn mà binh chỉ ghê không? Binh gì? Có ai binh gì đâu. Ờ, anh mà không binh à. Lo cho người ta quá thì sao nãy không gặp má đó. Nói là má ơi, má đừng có làm cho bạn gái con thấy sợ nha má. Hay là em nói cho. Đó, 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 cô đó. Ở vậy á, nói tóm lại với anh á, là anh đừng có lộ liễu quá. Anh mà có quan tâm cho chị Giang á, thì đừng có quan tâm trước mặt má. Không thôi má buồn đó. Má thấy con trai cưng của má lo lắng cho người khác hơn má đó nha. Chưa kể nữa, cái vụ mà anh giới thiệu chị Giang cho anh chị hai biết trước má nữa đó. Nói chuyện này mới nhớ, chị ba mình bó tay với bả luôn. Thì bởi vì em mới nói với anh, chừng nữa anh có làm cái gì á, khéo léo một tí. Mà anh có lo lắng cho chị Giang á, cũng kính kính một tí. Nếu không á, má chị Giang càng ngày càng xa cách nhau đó nha. Mà nè, em nói anh hiểu không vậy? Sơ sơ. Hey, mà sao chưa lấy chồng mà gì cũng biết hết vậy? Vậy mới nói. Gì vậy? Ủa? Hả? Má. Hai đứa đang bàn chuyện quốc gia đại sự gì vậy? Hả? Tham quan xong rồi ha. Nhà đẹp lắm anh. Tất cả là má cho anh chọn không đó. Khéo cái miệng không à. Ngồi chơi đi cháu. À, bác có cần con phụ gì không? Thôi thôi được rồi, ngồi chơi đi. Anh Tư. Ừ? Anh sao không dẫn chị Giang lên tham quan phòng của mình đi? Rồi ha, đi với anh nha. Thôi, má mới dẫn em đi rồi mà. Đi với má phải khác đi với anh chứ. Đi. Chị, nhìn hai đứa con ngoan ngoãn của chị á, mà em đầu cho Minh nhà em ghê luôn á. Không biết nó giống ai mà nó lêu lỏng quá chừng luôn chị. Thì nó giống em chứ ai. Chị này. Má, hai đứa dọn dẹp hết rồi hả con? Dạ. Chút nữa con về bển á, gói đồ ăn má để sẵn tủ lạnh nè, nói chị hai lấy đưa con nha. Dạ, má yên tâm, chút về con làm. Nhớ hâm nóng lại. Con, cho Minh nó ăn uống cho đàng hoàng nha. Dạ. Ngồi xuống đây em hỏi nè. Cái gì vậy? Chị nhìn kỹ cái bản mặt em nha, rồi chị nhận xét giùm em. Em với nhỏ đó đó, ai già hơn? Trời đất, nhỏ đó là làm sao? Chị vậy chứ kêu bằng gì vợ? Chưa là em dâu của mình mà. Người ta có tên đàng hoàng đó, Hương Giang. Ừ thì Hương Giang. Vậy Hương Giang với Bích Phượng ai già hơn? Ừ, hình như là hai người bằng tuổi nhau. Gần bằng tuổi, đúng không? Thì Giang nhỏ hơn Phượng 1 tuổi, nhưng mà nhìn Phượng trẻ hơn phải không Dương? Chị không biết. Bộ em thích nhìn trẻ hơn tuổi lắm hả? Còn hơn là phải nhìn già hơn tuổi của mình. Sao chị? Ai trẻ hơn hả chị? Để chị coi. Hai người, mỗi người một vẻ. Mười phân dạng mười hả chị? Chị không nghĩ vậy. Chị ghẻ ở ngoài à. Nói chơi với để coi coi nè. Em á thì nhìn dễ thương, giàu tình cảm. Còn cô Giang thì nhìn trí thức, hiện đại. Cổ trí thức hiện đại á? Ôi, chẳng qua là được mặc đồ đẹp, đánh quần đánh áo lên thôi. Chứ bây giờ thử tuốt em lên đi, rồi cho em mặc quần áo đẹp coi. Trời ơi, em ăn đứt cổ trên từng cây số luôn á. Chị chê em quê mùa đúng không? Trời ơi, chị thua em luôn đó. Hồi mới về nhà chồng á, thì xét nét so đo với em Út. Còn bây giờ thì so đo với cái người sắp thành em bạn dâu của mình là sao? Em so đo hồi nào? Không nhớ hả? Chị ơi, em với cô Út ai đẹp hơn? Em với cô Út ai cao hơn? Em với cô Út ai thon thả hơn? Giờ nhớ chưa? Chị còn quên một chi tiết quan trọng là em còn hỏi chị ơi, em với cô Út mặc ai tròn hơn?
Thì cái gì? Thì từ cái hồi mà đẻ Minh xong rồi mới hết nói mấy câu đó đúng không? Chị kỳ quá, thấy người ta đẹp cứ ghẹo. Trời ơi, em gan quá. Xin mời quý cô nương. Wow. Phòng của anh đó hả? Sao? Em cứ nghĩ phòng của con trai là phải bề bộn lắm, nhưng mà gọn gàng quá trời luôn nè. Anh ngăn nắp quá ta. Ngăn nắp gì đâu em. Anh hả, anh quăng đồ tùm lum lộn xộn hết. Nhờ má anh á, má anh dọn dẹp cho anh mỗi ngày luôn đó. Em ngồi xuống đây đi. Lần đầu tiên vô phòng con trai hả? Cảm giác sao? Cảm giác sao? Sao là sao? Thì thấy sao? Thấy lạ không? Không. Nãy má nói gì với em vậy? Má không nói gì nhiều hết. Chỉ hỏi sơ sơ công việc của em thôi. Thiệt không? Thiệt mà. Nếu mà là chuyện của Thu Giang á, em đừng có lo. Má anh hỏi vậy thôi, chứ anh biết cách sắp xếp thế nào cho phải mà. Em biết rồi. Mà em nói cái này chỉ là cảm giác của em thôi nha. Hình như má cưng anh nhất nhà phải không? Làm gì có chuyện đó. Má thương mấy anh em như nhau thôi à. Chỉ có điều anh là con trai út mà, cho nên là má hay lo lắng cho anh vậy thôi. Nhưng mà sắp tới em cũng sẽ trở thành con dâu út dễ thương của má mà, đúng không? Đúng không? Anh đừng có mơ.